Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trên kênh Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, trong những ngày qua, sự việc đàn chó mèo 15 con bị tiêu hủy nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Trước hoàn cảnh của ông Hùng, chủ của đàn chó mèo, nhiều người đã điện thoại, nhắn tin thăm hỏi và hỗ trợ. Đặc biệt, đại gia tại quận 7 đã ngỏ ý giúp đỡ ông Hùng 50 triệu. Sau khi nhận được sự giúp đỡ, ông Hùng đã tiết lộ kế hoạch sử dụng số tiền này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ông Hùng, chủ đàn chó bị tiêu hủy tại khu cách ly ở Cà Mau cho biết, sức khỏe của ông hiện vẫn ổn định dù mắc Covid-19. Sau khi được xác định nhiễm Covid-19, cả 5 người trong gia đình, trong đó có một bé gái 8 tuổi được chuyển từ khu cách ly tập trung vào bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời để điều trị. Ông Hùng vui mừng cho biết đã nhận được sự giúp đỡ từ đại gia tên Vũ ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 50 triệu đồng cùng lời hứa nhận vào làm việc với mức lương ổn định. Trước một số tiền lớn như vậy, ông cho biết sau khi điều trị xong bệnh, đợi ổn định có thể chú sẽ quay lại Sài Gòn để tiếp tục cuộc sống. Chắc sau này, xong mọi việc, tôi lên Sài Gòn mướn một căn nhà rồi đi kiếm mấy chú chó lại. Mấy chú chó mà tôi cho người ta, người ta hứa trả lại á. Với những người nhà hảo tâm, người ta tặng thêm vài chú nữa rồi tôi gom gom, đưa về nhà nuôi lại cho đỡ nhớ, để ăn ủi phần nào cho vợ con nó đỡ buồn, quên đi bớt. Ông Hùng bộc bạch. Biết rằng anh Vũ muốn giúp tôi có công việc làm trên thành phố Hồ Chí Minh nhưng tôi đang bị bệnh nên chưa nghĩ tới. Khi hoàn thành điều trị tôi mới sắp xếp và quyết định có lên làm hay là chọn ở lại quê. Tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn. Ông Hùng bày tỏ thêm Chia sẻ về dự định sử dụng số tiền 50 triệu đồng trên vào việc gì, ông Hùng cho biết, trước mắt sau khi điều trị xong gia đình tôi sẽ về lại nhà của người em ở Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Tôi dự định sẽ làm việc và kiếm thêm một khoản nữa để góp chung với 50 triệu mua một miếng đất nhỏ. Miếng đất này vừa để gia đình sinh sống, vừa để có điều kiện nuôi lại một bầy chó mới. Ngoài ra ông Hùng cũng cho biết, hiện tại sức khỏe của chú và bốn thành viên còn lại đều ổn định, chỉ có ho chứ không sốt riêng vấn đề ăn uống thuốc men được các y bác sĩ tại bệnh viện chăm lo đầy đủ y bác sĩ điều trị cho mình tốt lắm tâm trạng của chú cũng ổn hơn rồi đồ ăn đồ uống sáng ăn cái này chiều tối ăn cái khác đổi món cho mình đừng có ngán giờ chú không suy nghĩ nhiều chỉ mong dưỡng bệnh xong rồi ra mới tính chứ giờ không tính trước ông hùng tâm sự Trước đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Di Băng khiến cộng đồng mạng chú ý khi tuyên bố sẽ ủng hộ số tiền 50 triệu đồng và cam kết sẽ hỗ trợ công việc 12 triệu đồng một tháng cho hai vợ chồng quê Cà Mau có đàn chó bị tiêu hủy. Cụ thể, vị đại gia quận 7 chia sẻ trên Facebook: "Có cách nào liên lạc với anh chị này không? Anh muốn giúp đỡ anh chị ít tiền và nếu anh chị muốn, anh sẽ nhận hai vợ chồng vào công ty anh làm, lo cho anh chị chỗ ở luôn." Anh chỉ biết giúp vậy, mong bù đắp cho anh chị sự mất mát của hai vợ chồng hôm nay. Sau đó, doanh nhân Vũ đã tìm cách để liên lạc với chủ của đàn chó mèo và chuyển nóng 50 triệu đồng để ông Hùng sớm ổn định tinh thần sau vụ việc. Ông Hùng cùng vợ là cặp vợ chồng nghèo gây chú ý khi đèo bồng 15 chú chó mèo vượt quãng đường hàng trăm km từ Long An về Cà Mau. Tuy nhiên tối mùng 8 tháng 10, trung tâm chỉ huy xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau phát hiện vợ chồng ông Dương tính COVID-19 nên chuyển cách ly điều trị, vì vậy không có ai quản lý đàn chó mèo chạy trong khu cách ly. Sự việc trên đã khiến cho những người đang cách ly phản ứng vì làm ảnh hưởng vệ sinh gây nguy hiểm cho người xung quanh. Đến 7 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10, người dân và những người làm nhiệm vụ trong khu cách ly tiếp tục phản ánh về vụ việc trên, nên lực lượng chức năng đã làm biên bản và tiêu hủy đàn chó, mèo ở phía ngoài khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân. Thưa quý vị, sự việc tiêu hủy đàn chó mèo 15 con này đã thực sự bùng nổ như cuộc tranh luận trái chiều. Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã có cuộc trao đổi xoay quanh vụ việc tiêu hủy đàn 15 con chó mèo gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua. Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng, vụ đàn chó bị tiêu hủy tại xã Khánh Hưng của huyện Trần Văn Thời bản chất không như những gì cộng đồng mạng đang phản ứng. Bí thư Cà Mau đã yêu cầu địa phương kiểm tra, ra soát thật kỹ để báo cáo với cấp trên, thì Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời báo cáo với ông Hải rằng, chủ của đàn chó mèo là tỉnh khác được bạn bè rủ về Cà Mau trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Các tỉnh chưa cho phép người dân tự do đi lại. Dù anh em có xử lý nóng vội thì mục đích chỉ muốn bảo vệ người dân, không có ý xấu trong việc này. Tôi yêu cầu Chủ tịch huyện nắm thật kỹ, xem anh em xử lý như vậy là đúng, sai ra sao, rồi tỉnh xử sự đúng mực. Còn đúng mực như thế nào, phải tùy tình huống, ông Hải nhấn mạnh. Diễn biến vụ việc được báo chí thuật lại như sau. Tối mùng 8 tháng 10, Trung tâm chỉ huy xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời tiếp nhận 7 người về từ vùng có dịch, mang theo 15 con chó mèo vào khu cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông Khánh Hưng. Test nhanh, kết quả có 4 người dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm chủ đàn chó mèo. Trong thời gian chờ kết quả PCR, dây buộc không đảm bảo nên đàn chó mèo tiếp tục chạy trong khu cách ly, khiến những người trong khu vực phàn nàn sợ động vật là nguồn lây lan dịch bệnh. Khi có kết quả hai lần test nhanh, bác sĩ Đỗ Kiêm Chi, trưởng trạm y tế xã Khanh Hưng đã báo cáo xin ý kiến trung tâm y tế huyện, trong đó có báo cáo khó khăn về việc quản lý đàn chó mèo. Đến chiều 9 tháng 10, những người trên đều có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời điều trị. Lúc này đàn chó mèo vắng chủ nên chạy rông trong khu cách ly, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Trước áp lực từ công tác phòng chống dịch, bà con nhân dân và những người đang cách ly phản ánh quá nhiều, nên ban điều hành khu cách ly tiếp tục yêu cầu gia đình đảm bảo công tác quản lý, nếu không sẽ tiêu hủy, nhưng gia đình không có ý kiến. Đến 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, người dân và những người làm nhiệm vụ trong khu cách ly tiếp tục phản ánh về vụ việc trên, nên lực lượng chức năng đã làm biên bản và tiêu hủy đàn chó, mèo ở phía khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân. Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời cho tuổi trẻ biết, việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết nhằm đảm bảo phòng chống dịch, bao gồm cả do sức ép của cộng đồng dân cư và người dân trong khu cách ly. Tuy nhiên, nếu đủ lực lượng quản lý, chúng ta cũng có thể cô lập đàn chó mèo ở một nơi riêng biệt, sau đó phun khử khuẩn và thực hiện quy trình giám sát tiếp theo. Trong trường hợp xác định rõ chúng đã nhiễm bệnh, giải pháp sau cùng mới là tiêu hủy, ông Công giải thích với nguồn trên. Cũng theo ông Công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thì việc đảm bảo sức khỏe chống lây nhiễm khu cách ly là ưu tiên số 1 nên địa phương mới có quyết định như vậy. Trời chiều, tiệm thưa khách, anh Lê Dương Thanh sinh năm 1994, ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An, tranh thủ chạy đi mua thuốc cho chú cún con đặc biệt của mình. Đây là một trong hai chú chó may mắn thoát chết sau vụ tiêu hủy đàn chó 15 con của anh Phạm Minh Hùng, 49 tuổi, tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, gây xôn xao dư luận vừa qua. Những ngày qua, anh Thanh lập nhóm tình nguyện phát cơm áo mưa cho người dân về quê tại các tỉnh miền Tây trên quốc lộ 1A. Khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 10, Thanh nhìn thấy chiếc xe máy cũ kỹ chất đầy những vật dụng lình kỉnh của anh Hùng. Phía sau chiếc xe cũ nát, anh Hùng chở thêm bốn chú chó, xung quanh là những bao túi sách treo lủng lẳng. Thấy lạ, Thanh đến hỏi thăm thì được anh Hùng cho biết đang trên đường từ huyện Đức Hòa, Long An về Cà Mau. Anh Hùng lên huyện Đức Hòa làm thợ hồ. Tuy nhiên, suốt 4 tháng vừa qua anh thất nghiệp, chỉ bó gối ở nhà với đàn chó đói. Tôi hỏi thăm thì anh Hùng cho biết, ngoài bốn con chó trên yên xe, anh còn chở thêm hơn chục chú chó nhỏ để trong túi sách, treo bên hông xe và một con mèo nữa, Thanh kể. Anh ấy nói với tôi là nuôi đàn chó cho đỡ buồn, dù cuộc sống còn nhiều cực nhọc nhưng anh rất thương và quyết chăm sóc chúng. Thế nên khi về quê anh cũng cố gắng chở cả đàn về theo. Thanh kể thêm, Thanh xin được quay phim anh cùng với đàn chó, sau đó Thanh đăng tải video này lên mạng xã hội với hy vọng anh hùng sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ mọi người. Một lúc sau anh hùng hỏi tôi là có thích nuôi chó không, nếu thích anh ấy cho một con và nói xin thì cho chứ có nghèo cũng không bán chó anh nói thêm là chó dễ nuôi lắm cho cơm với nước tương nó cũng ăn thấy mấy chú chó dễ thương tôi nhận một con sau khi nhận chú chó con tôi gửi vào chùa ân thọ tự và cùng một người chị quen biết nuôi dưỡng chăm sóc mọi người rất quý chú chó con này và xem như nó là một cái duyên thanh kể tại chùa cún con được mọi người rất quý mến chăm sóc chú đáo đích thân sư trụ trì chùa ân thọ tự đã đặt tên cho chú cún là tu di khi biết tin những thành viên khác trong đàn chó của tu di đã bị tiêu hủy thanh rất bất ngờ sau đó anh đã đưa cả nhóm thiện nguyện của mình cùng với chú chó nhỏ đi xét nghiệm COVID-19. Rất may tất cả đều âm tính. Cún con cũng được phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với mọi người. Những ngày qua, Thanh liên hệ với chủ cũ của Tu Di để chia sẻ nỗi buồn mất đi đàn chó. Bên kia đầu dây, Dương Thanh nghe tiếng người đàn ông bật khóc. Thương người đàn ông yêu động vật, Thanh và nhóm bạn của mình quyết tâm chăm sóc Tu Di với hy vọng có thể trả chú cún này cho chủ cũ như một niềm an ủi cuối cùng chúng tôi tự hứa với nhau rằng sẽ chăm sóc nuôi chú chó thật tốt để khi nào anh hùng lên long an tôi sẽ cho anh gặp lại chú chó của mình nếu anh ấy muốn nhận lại tôi cũng sẽ đồng ý và xem đó như một niềm an ủi cho những mất mát mà vợ chồng anh đã phải trải qua anh thanh nói thêm sau ít ngày nuôi dưỡng chăm sóc chú chó con bắt đầu mến chủ mới và rất nhanh nhẹn tuy nhiên do chưa được tiêm ngừa nên cún con xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe anh Thanh đã ngay lập tức đến tiệm thuốc thú y để mua thuốc chăm sóc cún con. Hy vọng rằng những nỗi đau mất đi đàn vật nuôi sẽ dần vơi đi và gia đình ông Hùng sẽ mau khỏe lại để thực hiện những kế hoạch sắp tới. Những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh Covid-19 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại.